when I lift the trophy, I feel like that I'm the champion of the World Cup. Chỉ số hài lòng khách hàng trong hoạt động bán hàng đạt 87%, cải thiện 9 điểm so với quý 2 2015. Chỉ số hài lòng khách hàng trong dịch vụ sau bán hàng đạt 70%, cải thiện 23 điểm so với cùng kỳ năm 2015. Trong bữa ăn đặc biệt nhân dịp Trung thu, các lãnh đạo công ty đã phục vụ bữa trưa cho toàn thể cán bộ nhân viên,